chào quý vị và các bạn. Mời quý vị điểm lại những thông tin thời tiết tổng hợp trong ngày và dự báo thời tiết cho 3 ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc đang chịu sự chi phối của khối khí khô kết hợp với hoạt động của trường phân kỳ khí áp nên hầu hết toàn khu vực đều duy trì ít mây và không có mưa. Ban ngày có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá 32 độ, tiết trời khá là dễ chịu. Về đêm và sáng sớm lại có hiện tượng xuất hiện nhiều sương mù, đặc biệt là ở vùng cao, sương mù dày sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông. Sang ngày mai, khối khí lạnh suy yếu gần như hoàn toàn, độ ẩm không khí tiếp tục tăng hơn từ 5 cho đến 10%. Do vậy, mật độ sương mù vào sáng sớm có khả năng dày đặc hơn, do đó các phương tiện khi lưu thông vào thời điểm này cần chú ý quan sát để phòng tránh. Những đám mây cũng xuất hiện nhiều hơn vào ban đêm nên hiện tượng phát xạ nhiệt giảm đi, nhiệt độ vào đêm và sáng cũng sẽ tăng nhẹ lên và cảm giác rét cũng mất đi. Một số nơi vùng núi cao nhiệt độ cũng tăng lên 2 độ so với những ngày trước, phổ biến trong ngưỡng từ 18 cho đến 20 độ. Còn ở vùng đồng bằng và trung du nhiệt độ sáng sớm vào khoảng 22 cho đến 24 độ. Trong ngày 12 ngày 13 tháng 10, khối khí lạnh từ phía Bắc sẽ lại có quá trình tăng cường trở lại, kéo theo tình trạng nhiều mây ở các vùng núi và mưa nhỏ có thể xuất hiện ở khu vực Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng. Tuy nhiên thì lượng mưa không đáng kể. Thời tiết nhìn chung vẫn không thay đổi nhiều, chỉ riêng nền nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ xuống khoảng 2 độ. Từ ngày 13 tháng 10 ở các tỉnh vùng núi trời sẽ trở rét vào đêm và sáng. Trong hai ngày tới, thời tiết tại khu vực Trung Bộ do không còn chịu ảnh hưởng bởi hình thế gây mưa nào nên thời tiết tốt trở lại hoàn toàn. Ngày nắng chỉ một vài nơi ở ven biển Bình Thuận, trong đêm nay còn có mưa rào nhẹ với lượng không đáng kể. Từ ngày mai trở đi thì trạng thái khô ráo sẽ trở lại. Nắng cả ngày, nhiệt độ tăng chậm, phổ biến quanh ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ. Từ ngày 13 tháng 10, đới gió Đông Bắc sẽ hoạt động mạnh trở lại, kết hợp với địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn sẽ khiến cho tình trạng mưa rông lại tái diễn trên khu vực. Vùng mưa trải dài dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên, vùng mưa chính sẽ tập trung ở Hà Tĩnh, trở vào cho đến Quảng Ngãi. Lượng mưa cũng không nhiều, ước tính phổ biến dưới 20mm trong ngày. Tuy nhiên, thì nhiệt độ cao nhất ngày trên khu vực Trung Bộ cũng có xu hướng giảm về ngưỡng xung quanh từ 27 cho đến 31 độ với độ ẩm cao. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai, dải áp thấp vẫn còn hoạt động yếu nên vẫn có khả năng gây ra mưa rào nhẹ rải rác trên khu vực miền Tây và vùng ven biển miền Đông của Nam Bộ. Tuy nhiên, diện mưa và lượng mưa sẽ giảm hơn. Sang tới ngày 12 và ngày 13, dải áp thấp suy yếu hẳn, thời tiết sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái mưa vài nơi ngày nắng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động dân sinh ở khu vực này. Ban ngày vẫn còn nắng gián đoạn, mưa xảy ra ít hơn và kết thúc nhanh, do đó nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ, ở Tây Nguyên vào khoảng 29 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ổn định quanh ngưỡng 30 cho đến 32 độ. Sang tới ngày 13 thì nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng thêm 1 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong khoảng 3 ngày tới trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc tiếp tục thịnh hành và bao phủ trên khắp vùng biển này. Tuy nhiên thì cường độ cũng suy yếu dần, trời phổ biến không mưa, ban ngày có nắng, tầm nhìn thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Đến ngày 12 tháng 10, gió Đông Bắc sẽ lại có xu hướng hoạt động mạnh hơn về cường độ. Còn tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, từ đêm nay sang đến ngày mai thì những đám mây rông trên các vùng biển này được dự báo sẽ giảm bớt dần, mưa chỉ còn tập trung chính ở xung quanh khoảng 10 độ vĩ Bắc, tức là ở phần phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông. Còn tại các khu vực khác thì thời tiết dần chuyển tốt hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết của ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.